cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nguyên thanh biên tập bình ninh giảng ngày 7 tháng 7 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập 72 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Hai hàng cuối cùng Trang 62 ất Đồng loại Phàm sướng đạo Ước niệm di đà Nguyện sanh cực lạc Chi kinh điển Quân thuộc đồng loại Kỳ trung Diệt hữu thân sư Dĩ trì danh niệm Phật di thân Kỳ tha di sơ Trước nói rõ Cùng một bản kinh Ngoài đồng bộ ra Còn có đồng loại Dưới đây Hoàng lão cư sĩ nêu ra cho chúng ta thấy Bộ thứ nhất trong đồng loại Phật thuyết quán vô lượng thọ kinh Kinh này Cùng với hai kinh đại bản tiểu bản Ở trên gọi chung là tịnh độ tam kinh Là kinh điển quan trọng nhất của tịnh độ tâm Gọi chung là tịnh độ tam kinh Nãy tịnh tông cơ bản kinh điển Cổ đàm thập lục diệu môn Tức là 16 pháp quán Khuyến đạo quán tưởng niệm Phật giữ trì danh niệm Phật Thập lục quán kinh Là một bộ kinh quan trọng nhất Của tình độ tông Chúng ta có thể nhận định như vậy Đại thừa vô lượng thọ kinh là khái luận tịnh độ tông từ các phương diện đến giới thiệu pháp môn này kinh a di đà là bản kim nhỏ rất tiện để thọ trị cho nên hơn một ngàn năm nay Người tu tịnh độ Đều đem bản kinh này Làm thành khóa tụng buổi sáng và tối Vô cùng đơn giản Đây là Từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn Đích thực cho chúng ta một pháp môn một phương pháp rất dễ tu học Thập lục quán kinh Tức là Vô lượng thọ Phật kinh Trong kinh giảng về 16 loại pháp quán Trong đó có quán tưởng niệm Phật Có quán tượng niệm Phật Có trì danh niệm Phật Cuối cùng Quán thứ 16 là trì danh niệm Phật. Càng ở sau cùng, pháp môn này càng quan trọng. Thời xưa Trung Quốc và Ấn Độ đều có quan điểm này. Cái tốt nhất, cái thù thắng nhất là đặt ở sau cùng. Trong biểu diễn văn nghệ như tuần khác vở kịch hay nhất thường xếp ở sau cùng Khiến khán giả càng xem càng có hứng thú Nếu như vở kịch hay nhất diễn trước Xem xong rồi vở sau không bằng vở trước Thì mọi người không xem mà bỏ đi Cái hay nhất nên xếp ở sau cùng Vậy chúng ta hiểu rằng Trong 16 quán Đem trì danh niệm Phật xếp ở sau cùng như thế biết được Phương pháp tu học của tịnh độ tâm Trên thực tế Tri danh Thù thắng hơn quán tưởng Và quán tượng Vì sao vậy? Những kinh này Trước đây tôi đã giảng qua rồi Khi tôi học quán kinh Đã từng hỏi thầy Lý Hỏi ông ấy về quán tưởng, Quán tưởng trong 16 pháp quán Còn thật tướng niệm Phật thì chưa đề cập đến Quán tưởng Có 14 loại Trí giả đại sư đời nhà đường Tu quán tưởng niệm Phật Mà được giảng sanh Cho nên pháp môn này Cũng được truyền đến Hàn Quốc Và Nhật Bản Ở Trung Quốc Tu pháp môn quán tưởng không nhiều Tôi hỏi thầy tại sao như vậy Thầy nói với tôi rằng Vì quán tượng không dễ thành tựu Ví dụ quán thứ nhất Quán tưởng mặt trời Cái gì gọi là thành tựu Bạn mở mắt nhìn buổi hoàng hôn Mặt trời xuống núi Vậy thì mặt trời ở trước mặt quý vị Quý vị thật sự nhìn thấy được khi nhắm mắt lại, cảnh tượng này cũng ở trước mặt bạn Thử xem đến lúc nào bà mới quán thành được Thật sự quán thành rồi Giáng sanh đến thế giới cực lạc Tây Phương Thì phải đem các thứ này bỏ đi Không đem nó bỏ đi Không đem nó bỏ đi thì ta chấp tướng rồi Phạm sở hữu tướng giai thị dư vọng Quý vị phải bỏ nó đi Bỏ các thứ này đi Thành tựu hơn quán tưởng Khỏi phải mất công khỏi phải khó khăn thầy nói niệm phật tốt niệm phật chỉ cần một câu danh hiệu muốn buông bỏ thì rất đơn giản buông bỏ dễ hơn quán tưởng nhiều thiết nghĩ cũng có lý cho nên cần ghi nhớ câu nói này trong kinh là nguyên tắc chung cương lãng chung Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Tại sao bảo ta phải tu quán Nghĩa là bảo ta phải đem các tạp niệm khác trừ bỏ đi Giống như chúng ta nhất tâm xưng niệm Nhất tâm này mới có thể giảng sanh Nhưng không phải nói là nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn đương nhiên là phẩm vị cao rồi Sự nhất tâm bất loạn Sanh phương tiện độ Lý nhất tâm bất loạn Sanh thật báo độ Chúng ta ngày nay là người mới học đạo Có thể sanh phàm thánh đồng cư độ Đã là thành công rồi Cho nên Đại sư Ngậu Ích Ở trong yếu dạy khuyên chúng ta Đại sư lấy bản thân mình làm ví dụ Tôi một đời cầu sanh tịnh độ Chỉ hy vọng được giảng sanh phàm thánh đồng cư độ Hạ hạ phẩm Thì tôi đã rất hài lòng rồi Đây là ngày thị hiện cho chúng ta xem Giảng sanh phàm thánh đồng cư độ Hạ hạ phẩm không khó Đại sư thiện đạo nói Giảng tu dạng nhân khử Một người cũng không rất lại Niệm pháp như thế nào Vẫn là cần nhất tâm xưng niệm Điều này cũng rất quan trọng Tức là khi niệm Phật Không để vọng tưởng xen lẫn Không thể có vọng niệm Đây gọi là nhất tâm khi đạt được nhất tâm Không nghi ngờ không xen lẫn Gọi là nhất tâm Cho nên Thật sự muốn cầu sanh về Thế giới Tây Phương cực lạ Chúng ta nhất định phải biết thế giới này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà khuyên chúng ta Tất cả chư Phật trong mười phương ba đời Đều dị khẩu đồng âm khuyên chúng ta Nếu không phải hết sức thù thắng Thì Phật có khuyên chúng ta không? Cơ hội khó gặp Chúng sanh ngu si cho rằng Pháp môn này đơn giản Đại khai không cao siêu lắm Cần cầu Pháp môn khác Cho rằng Pháp môn khác cao siêu hơn Pháp môn này Vậy là sai rồi Càng thù thắng càng đơn giản Cổ kim trong ngoài đều không ngoại lệ Đơn giản nhất là tội thăng nhất Ở trước Trong phần khai yếu đã giảng tương tận rồi Trì danh niệm Phật Là xưng tánh khởi tu lấy quả địa giá của như lai làm nhân địa tâm của chúng ta nhân quả không hay điều này quá thù thắng chúng ta nhất tâm hướng đến thì có thể buông bỏ thế gian danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần trong thế gian này như người xưa đã nói đây là mùi vị của thế gian thông thường mọi người tham luyến vị thế gian không đậm bằng pháp vị đậm nhất trong vị pháp là trì danh niệm phật Tại sao bạn niệm không được Trì danh mà không thưởng thức được mùi vị của Pháp Không thưởng thức được mùi vị Vì thế quý vị thoái tâm Tại sao không thưởng thức được mùi vị của Pháp Vì khi niệm Phật có nghi ngờ có sen tạp Nghi ngờ Pháp môn này có phải là thù thắng nhất hay không Pháp môn này có thật hay không tôi có thật được giảng sanh không thật có thế giới cực lạc không do nghi ngờ hoài nghi điều thứ hai là tham luyến danh gian lợi dưỡng của thế gian không bỏ được cho nên quý vị siêng năng niệm phật nếu niệm bao nhiêu năm mà không đạt được pháp hỷ mà không nếm được pháp vị thì nguyên nhân ở chỗ này Đề kinh của vô lượng thọ kinh hay Nửa đoạn trên là nói về quả báo Nửa đoạn dưới nói về tu nhân Ta tu như thế nào Tu nhân nói đến năm chữ Thanh tịnh, bình đẳng, giác Người học Phật chúng ta tu gì? Tu thanh tịnh tâm dùng phương pháp nào tám dạng bốn ngàn pháp môn đều là tu thanh tịnh tâm đều là tu bình đẳng tâm đều là tu giác Đạt được thanh tịnh tâm thì quý vị chứng được quả gì a la hán đã được bình đẳng tâm là thành bồ tát rồi đại triệt đại ngộ đó tức là giác nghĩa là đã thành phật Quý vị tu nhân quả báo đạt được là gì? Đại thừa Đại thừa là trí huệ Hoa nghiêm kinh nói Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai Đại thừa là trí huệ Vô lượng thọ là đức Trang nghiêm là tướng Ta hoàn toàn đạt được đạt được thanh tịnh tâm giảng sanh thế giới tây phương cực lạc là ở phương tiện hữu dư đồ thanh tịnh tâm không dễ gì đạt được đạt được bình đẳng tâm thì phá được một màn vô minh chứng được một phần pháp thân sanh về thế giới cực lạc thật bảo trang nghiêm độ Trong Hoa Nghiêm Kim Bồ Tát Sơ Trụ trở lên Pháp Thân Đại Sĩ Giống như thành Phật rồi Điều này khó Đây đều cần phải niệm đến nhất tâm bất loạn Sự thù thắng nhất của tịnh độ tông Là phàm thánh đồng cư độ Đồ. Vô cùng thù thắng nếu chúng ta thật sự muốn cầu giảng sanh định phạm thánh đồng cư độ Thì mỗi người quyết định đều có thể đạt được Thu thắng nhất là ở chỗ này Thế giới cực lạc và các thế giới khác không giống nhau Thật giống Kinh Hoa Nghiêm nói Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất Sanh định đồng Cư độ Đồng thời cũng giống như sanh đến phương tiện độ và thật báo độ Vì sao? Vì ở nơi ấy không có không gian duy thứ Không giống các quốc độ của chư Phật khác Các quốc độ của chư Phật khác thật sự có không gian duy thứ Không đồng không gian duy thứ thì quý vị nhìn không thấy Thế giới cực lạc không có Cho nên mặc dù chúng ta sanh đến đồng cư độ Hạ hạ phẩm giảng sanh đến thế giới cực lạc Ta cũng có thể nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm Và Bồ Tát Thị Chỉ Ta cũng có thể nhìn thấy Bồ Tát Văn Thù Và Bồ Tát Phổ Hiền Các vị ấy ở đâu? Họ ở Thật Báo Độ Các vị Đại Bồ Tát này ở Thật Báo Độ Cùng với Phạm Thánh Đồng Cư Độ Hạ hạ phẩm Cũng luôn luôn ở chung một chỗ Nhân duyên này khó có được lắm Ta thường thân cận các ngài. Thường nghe các ngài dạy bảo thì tiến bộ rất nhanh, sẽ không thối lui. Không có nhân duyên thối lui, chỉ có hướng lên cao thêm mà thôi. Chư Phật Như Lai là thầy giáo, chư đại Bồ Tát là học trò. Quý vị đi đâu tìm cho ra môi trường tu học như thế này được? Sanh đến thế giới cực lạc Quyết định một đời thành Phật Thỏ mãn dài vô lượng thọ Quý vị nghĩ xem nhân duyên này thù thẳng quá Không gặp được là không có phương pháp Sau khi gặp rồi mà ta còn luyện tiết thế gian này Thì sai rồi Ở thế gian này chỉ cần một việc không buông bỏ thôi Thì cơ duyên một đời này luống qua vô ích Cho nên chúng ta phải triệt để buông xả Một máy may cũng không luyện tiếc Chúng ta sống ở thế gian này Điều quan trọng nhất là cầu được giảng sanh Trước khi chết thân thể dẫn chỗ này Cần học Bồ Tát Cố gắng, cố gắng khuyên bảo người khác Phật độ người có duyên quý vị khuyên người họ chịu tin tưởng chịu phát nguyện thì người này được độ rồi quý vị đã giúp họ thành phật quý vị đã thành tựu cũng giúp được người khác thành tựu quý vị giúp người khác càng nhiều càng tốt bồ tát đại từ dạy chúng ta rằng ta có thể thật sự khuyên được hai người giảng sanh mạnh hơn tự mình niệm phật nếu quý vị có thể khuyên mười người, hai mươi người, bạn đến thế giới cực lạc, phật A Di Đà cần lời nói của người nhân gian chúng ta nhất định khen ngợi quý vị. Mang theo càng nhiều càng tốt Đây là trong kinh Phật nói không giả chút nào Ngoài việc tự mình niệm Phật cầu giảng sanh ra Hãy cố gắng giúp người khác Khuyên bảo người khác Khuyên như thế nào Phải hiện thân thuyết pháp khi chết không bệnh hoạn biết trước giờ chết không bị đau đớn mềm giảng sanh như vậy mọi người nhìn thấy đây là thật chứ không phải giả hồi trẻ trước khi tôi còn chưa đến đài loan ở hồng kông mẫu thân của hà thế lễ niệm phật cầu sanh tịnh độ phụ thân tước sĩ hà đông ở hồng kông rất có địa vị toàn bộ gia đình họ là tín đồ cơ đốc giáo thuần thành dẫu sao họ còn chịu ảnh hưởng nền văn hóa truyền thống xưa cho nên đối với mẫu thân rất hiếu thảo trong nhà có lập bàn thờ phật Người nào tu người đó Người mẹ hàng ngày niệm Phật Họ thì ngày Chủ nhật đến giáo đường Gia đình này rất hòa thuận Có sự giáo dục của truyền thống xưa Khiến họ sống với nhau hòa thuận vui vẻ Khi người mẹ qua đời liền mở một đại hội giảng sanh bà lão biết trước giờ chết khi chết bà chết trong tư thế ngồi báo cho giới báo chí hồng kông những tin tức này ngay bà chết ai cũng đến xem thật đã chết rồi cho nên các đài phát thanh đều phát tin thời đó chưa có tivi như bây giờ đó là hơn 30 năm về trước Bảy chết đi Cả gia đình Hà Thế Lệ niệm Phật Quý vị thấy đó Không cần nói năng biểu diễn cho họ xem Quý vị thấy đây là thật chứ không phải giả Sau đó Họ đem nhà cửa của mình hiến dân Tức là đông liên giác uyển ngày nay Đông Liên Giác Uyển là nhà của tước sĩ Hà Đông Hiến cũng làm đạo tràng Phật giáo Cả đời bà lão không giảng kinh thuyết pháp Nhưng lần biểu diễn này độ được bao nhiêu người Khiến cho bao nhiêu người niệm Phật nhìn thấy sanh khởi lòng tin Không giả chút nào Giống như loại phương pháp này Tự mình thành tựu cũng thành tựu người khác Đâu đâu cũng như vậy Đây là khoảng hơn 40 năm trước Tôi dạy học ở Phật Quang Sơn Ở đó có một công nhân Công trình của họ là kết thúc trong một năm Không gián đoạn Công nhân làm việc ở Phật Quang Sơn Là người bạn sư Một hôm Buổi tối Chúng tôi dẫn theo mấy học trò Ánh trăng rất đẹp Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ Thảo luận Phật Pháp Người công nhân này đến chỗ chúng tôi Cũng đến nghe Pháp Nghe một lúc anh ta nói với chúng tôi Khuyên chúng tôi niệm Phật Anh ta nói niệm Phật là thật Không giả chút nào Anh ta đã tận mắt Nhìn thấy láng giềng của anh ta Là một bà lão niệm Phật Ba năm Giáng sanh trong từ thể đứng À, lão Người bà lão rất từ bi Có lòng quan tâm Vui vẻ giúp đỡ người khác Bà ấy không đi học Không biết chữ Bà lạy Phật, lạy Bồ Tát Cũng lạy thân, bà lạy hết cả Thường thường đi miếu hội Ba năm trước bà cưới về đứa con dâu người con dâu này có hiểu đôi chút phật pháp liền khuyên mẹ chồng chuyên tâm niệm a di đà phật không cần đi đâu lễ lạy cả bà mẹ chồng có thiện căng bà nghe theo lời khuyên của con dâu liền thiết lập bàn phật ở trong nhà mỗi ngày đều niệm a di đà phật niệm a di đà phật không tham gia các biếu hội nữa chuyên tu tịnh độ ba năm bà mất vào buổi tối khi ăn cơm bà lão nói với những người trong nhà nói rằng các con ăn cơm trước đừng đợi mẹ nghe rồi bà đi tắm bà thật sự đã đi tắm nhưng con trai và con dâu rất hiếu thuận nên vẫn đợi bà đợi rất lâu mà không thấy bà ra liền đi vào xem sao Thấy mẹ đã tắm xong rồi Gọi thì không nghe tiếng trả lời Nên đi tìm bà Cuối cùng Thấy bà đứng trước bàn Phật Mặc áo tràng ngay ngắn Trên tay cầm tràng hạt Mặc đổi trước tượng Phật Gọi bà không trả lời Liền đến bên cạnh nhìn kỹ Bà đã mất Người công nhân này nói với chúng tôi là tận mắt nhìn thấy Không chút giả dối Khuyên chúng tôi phải niệm Phật Phải cầu sanh tịnh độ Ở Đài Nam Người ở làng tướng quân Bây giờ chúng tôi nhắc đến sự việc này Vẫn còn rất nhiều người biết Còn nhớ rất rõ ràng Cho nên tự mình làm là cảm hóa người khác Quyết định không để bỏ lỡ cơ hội Trì danh niệm Phật là quán cuối cùng trong thập lục quán kinh Thứ 16 là trì danh niệm Phật Khuyên chúng ta trì danh niệm Phật Cho nên Thu thắng hơn quán tưởng và quán tượng niệm Phật dễ dàng mà vẫn thù thắng thứ hai a di đà phật cổ âm thanh dương đà la ni kim khuyến đạo trì danh trong kinh cũng dạy người trì chú chú này là chú giảng sanh Có người học Lúc trẻ tôi giảng kinh ở Đài Bắc Có một lão cư sĩ Tuổi trẻ đã học Phật Lúc đó tôi ra giảng kinh là khoảng trên 30 chưa đến 40 tuổi Lão cư sĩ này khoảng hơn 15 tuổi Cậu ta nhìn thấy trong kim giảng Đọc đủ ba mươi dạng biến chú giảng sanh là có thể thấy được Phật A-di-đà. Cậu ta làm thật. Mất một khoảng thời gian rất dài. Đọc đủ ba mươi dạng biến. Cậu ta định nói với tôi rằng Pháp Sư tịnh không. Trong kinh nói đọc ba mươi dạng biến thì có thể nhìn thấy Phật A-di-đà. Tôi đọc đủ ba mươi dạng biến rồi sao vẫn chưa thấy Phật? Cậu ta đã khởi sanh vấn đề Phương pháp đọc 30 vạn biến như thế nào Điểm này quý vị phải chú ý Niệm Phật Đọc chú Đọc kinh Đều là mục tiêu chuẩn Bồ Tát Đại Thế Chí nói Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tướng đoạn Đây gọi là niệm Phật Ta niệm 30 dạng biến chú giảng sanh Khi niệm chú Vẫn còn vọng tưởng Khi niệm chú còn nghĩ xem có linh hay không linh Như vậy là có vấn đề rồi làm hỏng hết công phu niệm chủ của quý vị rồi cho nên người xưa nói Đọc kinh không bằng đọc chú Đọc chú không bằng niệm Phật Vì sao? Càng đơn giản càng dễ nhiếp tâm Kinh văn rất dài Niệm một điện từ đầu đến cuối Có thể không khởi dòng niệm được không? Thật sự không khởi dòng niệm Mới gọi là công phu Trong khi đọc bộ kinh này Có rất nhiều tạp niệm trong đó Làm hỏng hết công đức của quý vị không phải hoàn toàn không có giảm từ từ Cho nên lời chú ngắn Dễ dàng nhiếp tâm Nhưng danh hiệu Phật ngắn nhất Chỉ bốn chữ A-di-đà Phật Hy vọng trong bốn chữ này không có tạp niệm Cái này dễ hơn chú giảng sanh nhiều Chú giảng sanh khó hơn niệm Phật Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Nhất định phải yêu cầu chính mình Thời khóa sáng chiều cũng tốt Ngày thường tán niệm cũng cần chú ý Không sáng tạp Phải chú ý điều này Khi suy nghĩ vấn đề gì Nên dừng niệm Phật sau khi suy nghĩ xong rồi Thì niệm danh hiệu Phật trở lại không thể vừa niệm phật vừa nghĩ đến sự gì, vừa niệm phật vừa làm việc. nếu công việc đó không cần trí óc thì được, không trở ngại gì. nếu phải suy nghĩ thì ảnh hưởng đến việc niệm phật. điều này chẳng thể không biết được. tuyệt đối không được nói pháp môn có vấn đề kinh chú có vấn đề cái đó không có vấn đề mà là chính chúng ta dụng tâm không đúng vấn đề phát săn là ở chỗ này đây là nói đến trì chủ trên thực tế người xưa nói rất hay bốn chữ a di đà phật này là tiếng phạn không có dịch ra giống như chú vậy Đạo lý này không thể không biết được Thứ ba Qua nghiêm kinh phổ hiền hạnh nguyện phẩm Hợp đại nguyện dương Đạo quy cực lạc Cho nên Người hậu sáng này Là ngụy nguyên Tức là Ngụy Mạc thâm Đem quyển phổ hiền hạnh nguyện phẩm Quyển cuối cùng Rút ra từ Hoa Nghiêm Kinh Phụ ở phía sau tịnh độ Tam Kinh Gọi là tịnh độ Tứ Kinh Nếu như sau này quý vị ở đâu đó Thấy tịnh độ Tứ Kinh Thì biết rằng vì sao có thêm một Kinh Có thêm hạnh nguyện phẩm Thời đại hàm phong cư sĩ ngụy mặt thâm thêm vào trong đó Thứ tư hậu xuất A-di-đà Phật kệ kinh Bộ này Toàn bộ là kệ tụng Gồm có 56 câu Trong ý có hai câu thế này Phát nguyện dụ chư Phật Hệ nhị thập tứ chương Phát nguyện này Là Phật A Di Đà phát nguyện. Dụ tức là nói với tất cả chư Phật Như Lai. Trên thực tế tức là hôm nay chúng ta nói ngài làm báo cáo, báo cáo với chư Phật, ngài phát nguyện lớn 24 nguyện. Giữ bản kinh Hán Ngô lưỡng diệt trung A Di Đà nhị thập tứ nguyện tương đồng Thứ năm Thủ lăng nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông chương Khuyến đạo chúng sanh Ước Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai tất định kiến Phật Dĩ niệm Phật tâm nhập vô sanh nhẫn ngay dạy chúng ta Phương Pháp niệm Phật Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Đều là trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Duyên Thông dạy Thứ sáu Bác Châu Tam Muội Kinh Hậu Hán Nhục Chi Tam Tạng Chi Lâu Ca Sám Dịch Kinh này còn có một tên khác gọi là Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Đây là bộ kinh dị dịch Cũng là đồng một bản tiếng Phạn nhưng không đồng bản gì Kinh Chủ cửu thập nhật di nhất kỳ Bất tọa bất ngọa Tu Phật lập tam mùi Pháp môn này Không dễ tu Vì sao vậy? Một kỳ là 90 ngày Tức là 3 tháng 3 tháng không ngủ Không được ngồi Ba tháng không ngủ Không được ngồi Chỉ đi Nhiễu Phật Được đi Được đứng Không ngồi không nằm Tu pháp môn này Phải có sức khỏe tốt tu. Trẻ tuổi có thể được Tuổi lớn rồi thì rất khó khăn Khoảng dưới 40 tuổi thì được 40 tuổi trở lên thể lực không tốt Quý vị sẽ không tu được Chúng ta thi trong kinh Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử 53 lần tham dẫn Tham dẫn vị thứ nhất Là tỳ kheo các tường dân Ngài tu là pháp môn này Gọi là Phật lập tam mùi Chuyên niệm a di đà Phật Cầu sanh Tây Phương tịnh độ Cho nên xem 53 lần tham vấn này Dùng ý rất sâu Trung Quốc và Ấn Độ đều có khái niệm như vậy Giàu trước là chủ Thiện tài Trong hội văn thù Bồ Tát Thành tựu trí tuệ căn bản Thành tựu trí tuệ căn bản như thế nào? Chấp trước được buông xả Đắc tâm thanh tịnh Phân biệt được buông xả Đắc tâm bình đẳng Giọng tưởng được buông xả Khởi tâm động niệm được buông xả Thành vô thượng chánh đẳng giác trên đề kinh này Ngài đã đạt được thanh tịnh bình đẳng giác Người xưa nói đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tâm Trong hội hoa nghiêm đây Là sơ trụ Bồ Tát Pháp thân đại sĩ Đại sĩ thiện tài đồng tự trong hội bồ tát văn thù chứng được quả vị này là sơ trụ của diên giáo cho nên thầy giáo biểu ông đi tham học quý vị phải biết điều kiện chân chánh tham học là ở chỗ này chưa kiện tạnh thì không có tư cách để tham học minh tâm kiện tịnh mới có tư cách tham học Dụng ý tham học ở chỗ nào Tham học là Phá trừ Tập khí vô minh Vô minh được phá rồi Khởi tâm động niệm được buông xả rồi Vẫn còn tập khí Tập khí phải làm sao Trong tham học phải đoạn trừ tập khí Cho nên tham học gọi là Trải sự luyện tâm Lúc đó phải chịu được sự khảo nghiệm Không kể thuận cảnh hay nghịch cảnh Thầy giáo khích lệ quý vị đi tiếp xúc Cảnh giới bên ngoài không ảnh hưởng bạn Ở trong tất cả cảnh giới Có thể đem tập khí vô thủy vô minh của quý vị Tự nhiên loại bỏ đi Thanh tựu Phật quả cứu cảnh viên mạng Cho nên 53 lần tham dẫn 53 vị đó đều là Bồ Tát Là Phật cả Vậy thiện tri thức không phải một người bình thường Là chư Phật như lai quá thần đến Quá thần thế nào? Nam nữ lớn nhỏ các ngành các nghề Trong đó có thiện có ác Trên thực tế thì xã hội ngày nay Chúng ta bước vào xã hội Từ sáng đến tối tiếp xúc với những người này đó là 53 lần tham dẫn Mắt chúng ta thấy sắc Tai nghe tiếng có thể không động niệm chăng Nếu có thể không động niệm Không khởi tâm không động niệm Thì mới có tư cách tham học Nếu một khi khởi tâm động niệm Lúc đó bị cảnh giới chuyển rồi Cho nên tham học không phải là chuyện đơn giản Tham học thành tựu hậu đặc trị Căn bản trí là bát nhà vô trí Đó là gì? Đó là định công Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh Căn bản trí Tham học thì sao? Tham học là hậu đặc trị Vô sở bất trị có phải học vô sở bất tri Ở trong cảnh giới hay không Không phải vậy Cảnh giới hiện tiền Trí tuệ ta sanh khởi Không có cảnh giới Tâm địa trong sạch Một chút suy nghĩ cũng không có Không phải học từ bên ngoài Không phải vậy Cái này không được nghĩ sai Khi đối diện với tất cả các cảnh giới Tự nhiên ta phát sanh trí huệ Để đối ứng nó Quyết định không sanh phiền não Phiền não là gì? Là thất tình ngũ dục Thuận cảnh sanh tham ái nghịch cảnh sanh oán hận Không sanh cái này Nó sanh trí tuệ Chúng ta không thể không biết những đạo lý này Ngày nay chúng ta có tham học chăng? không có chúng ta tùy duyên tùy biển hiện tại đồng tự tức là trong hoàng nguyên quán trong tứ đức nói tùy duyên diệu dụng diệu dụng là sanh trí huệ quyết định không sanh phiền nào cho nên lần cuối cùng trong 53 tham dẫn là đạo sư cực lạc thập đại nguyện dương bồ tát phổ hiện chúng ta xem biểu pháp của ngài thủy chung đây nói rõ hiện tại đồng tự học pháp môn gì từ đầu đến cuối tu pháp môn niệm phật giống như thầy giáo niệm a di đà phật câu sanh tiền đột nói cho chúng ta sự diễn như vậy Đúng. tiếp xúc với tất cả thế giới ngài mới có thể rộng độ chúng sanh không có pháp môn nào mà ngài không biết chỉ cần tiếp xúc là hiểu rõ sanh trí huệ không sanh phiền não Thiên thai sân chi gì, gì thường hành ta mùi Đây là lời trí giả đại sư xưng tán họ Sướng danh quán niệm Sướng danh tức là niệm Phật Quán niệm Phật A-di-đà Thứ bảy giảng sanh luận Bồ Tát Thiên Thân Tạo Sướng ngũ niệm Pháp Môn Cầu sanh tìm đồ Tịnh Độ Tông Tam Kinh Nhất Luận Nhất Luận là bộ này Đây là kinh điển cơ bản của tịnh Độ Tông Trong giảng sanh luận nói rằng Tu ngủ niệm môn thanh tựu Dạ tất cảnh đắc sanh an lạc quốc độ Quốc độ an lạc này tức là thế giới cực lạc Kiến bỉ a di đà phật ngũ niệm là gì thứ nhất là lệ bái lệ bái là tu tâm cung kính cho nên phải biết rằng cung kính tâm là tặng đức cùng một ý nghĩa với lệ kính chư phật trong thập đại nguyện dương Bồ Tát Phổ Hiền Trong lễ kính chư Phật Dạng Tam Thị Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai Phật quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta có quá khứ thiên Phật danh kim Phật hiện tại Như Phật Lô Xá Na Trong Hoa Nghiêm Kinh nói A à, Di Đà Phật của thế giới cực lạc là Phật hiện tại Thế Tôn cũng giới thiệu cho chúng ta Tam Thiên Tôn Phật danh Phật hiện tại phật dị lai những vị nào là phật dị lai tất cả chúng sanh đều là phật dị lai chúng ta phải dùng thái độ như thế nào để đối đại với tất cả chúng sanh chúng ta dùng thái độ như thế nào để đối với phật a di đà thì nên dùng tâm thái đó đối đại với tất cả chúng sanh đây gọi là lệ kính chư phật chúng ta nhìn người này không thuận mắt nhìn người khác thầy ghét thì nhìn thấy phật chúng ta thầy ghét nhất định phải biết họ vốn là phật hiện tại thì sao hiện tại họ vẫn là phật chẳng qua họ còn điên đảo mê hoặc mà thôi chúng ta không nên nhìn cái mê hoặc điên đảo của họ phải nhìn tự tánh của họ họ vốn là phật điểm này vô cùng quan trọng làm cho cái tâm cung kính này của chúng ta sanh khởi Tâm cung kính là tánh đức Chúng ta mê thất tự tánh Cho nên mới phân các loại sai biệt Giác ngộ rồi là bình đẳng Thứ hai là xưng tán Quý vị xem giống với Hoa Nghiêm Kinh Thập Đại Nguyện Dương Xưng tán như lai Lễ kính không phân biệt Cúng kính tất cả Tán tháng thì khác Tương ưng với tánh đức thì tán tháng Không tương ưng với tánh đức thì không tán tháng Cho nên trong 53 lần tham dẫn của thiện tài Có vài vị thiện hữu Hành vi không tốt Tham sân si Quý vị xem Thiện tài cung kính Có cúng dường nhưng không tán thang Thiện pháp tương ưng về tành đức Ông có lệ kính Có tán thang Có cúng dường Khác biệt nhau ở chỗ này Vì vậy chúng ta phải tu tập Người này là người xấu Người xấu làm việc tốt Việc là việc tốt thì nên tán thán họ Tán thán họ một công việc Họ làm là việc xấu Không tán thán không nói, không phê bình Nếp sống xã hội mới có thể đoàn chẳng người làm những việc bất thiện này họ sẽ hổ thẹn bạn xem tôi làm chút việc tốt mọi người tán thán tôi nhưng khi làm việc xấu thì họ không nói gì cả họ đều có thể bao dung có thể tha thứ cho tôi thì họ sẽ quay đầu nhất định phải có thiện tâm thiện nguyện giúp đỡ người khác quay đầu là bờ không nên chỉ trích khi chỉ trích họ sẽ khởi ác cảm chẳng những không thể tiếp nhận mà càng sanh khởi tâm oán hận việc đó phiền phức rồi mình đã gây oán kết với họ sau này ở trong lục đạo oan oan tường bạo không bao giờ dứt tuyệt đối không được gây oán kết với người khác nếu bị hại bị hại cũng không oan kết Hai ngày trước tôi ở Indonesia Có một vị đồng học hỏi tôi Đại khái là Có người lừa gạt anh ta Đã gạt anh ta không ít tiền Anh ta muốn tìm luật sư Tố cáo để đòi tiền lại Anh ta hỏi tôi Con làm như vậy có đúng không Tôi nhìn anh ta anh ta là một nhà xí nghiệp rất giàu có tôi nói chút tiền đó đối với anh thì không là bao anh sử dụng hay họ sử dụng đều như nhau cả hà tất phải tính toán đây mới gọi là học phật nếu thật sự anh không có tiền mà bị người ta lừa gạt có chút ảnh hưởng đến cuộc sống của anh tôi thấy anh không giống vậy anh là trưởng giả đại phú gạt anh dài trăm vạn không bao nhiêu cả Thôi đi đừng truy cứu nữa Nếu thật sự anh không bỏ được Thì kiếp sau họ cũng sẽ trả lại cho anh Cho nên chân chánh hiểu được Nghiệp nhân quả bao Tâm của mình sẽ buông bỏ hơn. Người thế gian có chịu thiệt thòi không? Không có Một cái thiệt thòi cũng không có Có bị lợi dụng không? Một người cũng không lợi dụng được Không bị lợi dụng cũng không bị thiệt thòi đời này mình lợi dụng họ đời sau phải trả lại cho họ phải trả thêm lợi tức nữa làm gì có bị lợi dụng hiểu rõ đạo lý này thì tâm anh sẽ định không bị ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài anh sẽ sống vui vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy họ anh hỏi họ dạo này có khỏe không việc lừa gạt số tiền đó một câu cũng không nhắc đến giống như không có chuyện gì cả là anh đã có chút trí huệ Nhìn thấy liền nổi giận Là anh chưa bỏ được phân biệt chấp trước Cảnh giới này đang khảo nghiệm công phu của anh Anh không đạt tiêu chuẩn Anh còn nhớ mãi cái chuyện này Không đạt tiêu chuẩn Thứ ba là phát nguyện Phát nguyện sanh về thế giới cực lạc Thứ tư là quan sát Thứ năm là hồi hướng Ngủ niệm môn Quan sát Tức là tác quán trong trì quán Cũng là thông thường chúng ta nói Chúng ta đã hiểu rõ sự thật chân tướng rồi Hết thảy nhân Hết thảy sự Hết thảy vợ Tánh tưởng lý sự nhân quả Đều rõ ràng Đều tường tận Đây gọi là đã khai mở trí huệ Đem công đức sở tu của mình Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Hôm nay đặc biệt hồi hướng các chúng sanh khổ nạn Trên toàn thế giới Quá giải thiên tai Bất luận tín ngưỡng tôn giáo nào cũng tốt Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Nên đem tích lũy công đức tu hành của mình hồi hướng Cầu nguyện Trong tôn giáo nói cầu nguyện Cầu nguyện thế giới hòa bình Cầu nguyện quá giải thiên tài Thứ 8 Giảng sanh luận chú Đây là cổ chú Bắc Ngụy sau thời Nam Bắc Triều Đàm Loan Đại Sư thời Bắc Ngụy viết Hiện tại đều thu thập trong sách tịnh Độ Tân Học giảng sanh luận Chú này tham khảo vô cùng quan trọng Trước kia tôi giảng giảng sanh luận Cũng xem bộ chú giải này Thứ chín Du tâm an lạc tập Đây cũng là Đường triều đạo sư đại sư đại đích trước tác Cũng Đồng loại với bộ kinh này của chúng ta Dưới đây là giảng Đời thuyết tịnh độ kinh luận Đây là bổ sung thêm Đây thì nhiều quá Có khoảng hơn một trăm loại. ở đây lão cư sĩ lược ra hai mươi loại. Luận này nổi tiếng hơn, cũng là các đại đức tổ sư của tịnh độ tâm. thường trích dẫn khi giảng kinh thuyết pháp, phục hữu chư kinh luận, tuy bớt chuyên luận tịnh độ. Đảng diệt Đợi nhiếp sưng tán cực lạc Khuyến đạo giảng sanh Kỳ trung chịu trước giả Minh hiện đích Chúng sở châu tri Giá lược cử kỹ chủng Ở đây lược cử dài loại Như Pháp Hoa Kinh Bi Hoa Kinh Tùy nguyện giảng sanh kinh Giang thù thuyết bát nhã kinh một liên sợ dẫn kinh Thập giảng sanh kinh Quán Phật ta muội kinh Phật ký gian thù đương sanh cực lạc Gian thù phát nguyện kinh Cầu sanh cực lạc thế giới Nhập lăng nghiêm kinh Phật ký long thọ Sanh cực lạc quốc Long thọ Bồ Tát cũng giảng sanh thị giới cực lạ. Ti ba sa luận là tác phẩm của Long Thọ Đại sư. Đại trí độ luận cũng là Bồ Tát Long Thọ Trực tác. Đại thừa khởi tín luận, mã minh Bồ Tát dân dân. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết quyển chú giải này, trích dẫn kinh. Có 83 loại Luận trước có 110 loại Tổng cộng là 193 bộ Trong chú giải này Cho nên chúng ta học chú giải này Lần này phát tâm học chú giải này Cũng bằng học 193 loại kinh luận không dễ chút nào lão cư sĩ viết bộ chú giải này được làm tài liệu tham khảo rất nhiều tôi nghĩ đó cũng là nhờ phật bồ tát giá trị quá khó quá khó cần phải có rất nhiều người sưu tập tài liệu tham khảo khắp nơi tặng cho ông ta tôi đến nhà của ông ta nhìn vào trong phòng sách nhỏ hay chất đầy sách rất nhiều sách Đều là sách cổ xưa Tôi nói ông ta từ đâu đến Ông ta cũng không biết Thật là tam bảo gia trị Tịnh độ kinh luận ước Bách số thập Bồ Ở đây ông ta trích dẫn là 193 Dĩ thượng tự bổn kinh bộ loại đồng loại đồng bộ giữ đời thuyết tịnh tông kinh luận lược cử kỳ yếu chí ư mật bộ hữu quan tịnh tông chi điển tịch di sô thượng đà quân vị liệt nhập lão cư sĩ hoàng là kim cang thượng sư của mật tâm trong mật tâm có tu tịnh độ ở đây không trích dẫn Đoạn thứ 8 dưới đây Dịch hội hiệu thích Trong này nói bốn việc dịch. dịch là phiên dịch Chỉ cho bản dịch gốc Hội hiệu Hội là hội tập Chỉ cho các bản Do căn cứ các bản dịch gốc Mà hội tập Đây gọi là bản hội tập Hiểu là hiệu điểm Có một loại là Của cư sĩ Bành Tế Thành Thích là giải thích Tức là chú giải Chỉ cho các bạn chú thích của kinh này Tức là chú giải Đoạn thứ nhất dưới đây Giáp bản kinh dịch bản Bản phiên dịch Kinh nải ngã Phật lũ thuyết Chư sư cảnh dịch Đông lai tối tạo Dịch bản độc đà Bốn câu này là Cư sĩ Mai Quang Hy nói trong lời tự Phật Thích Ca Mâu Ni Không phải một lần Mà nhiều lần tuyên giảng Sau đây giới thiệu cho chúng ta Nhiều lần tuyên giảng Sau khi lưu truyền đến Trung Quốc Pháp Sư dịch các kinh này Nhìn thấy đều rất quan hệ Đều làm công việc này Cho nên từ nhà Hán đến nhà Tống 8 triệu đại Cũng khoảng 800 năm Gồm có 20 loại phiên dịch Có thể nói phiên dịch vô lượng thọ kinh nhiều nhất Có 20 loại gọi là Đông Lai Tối Tảo Truyền đến Trung Quốc Giao triều đại nhà Hán Dịch bản độc đà Là riêng mình nó Có rất nhiều bản dịch Có thể nói vô lượng thọ kinh là thứ nhất Tử Hán Ngật tống Phạm Thập Nhị Dịch Tống Nguyên Nhi Giá Cẩn Tôn Ngũ Chủng Cũng tức là nói trong hai mươi loại đó, có bảy loại bị thất truyền. Người xưa biên dịch Bộ Đại Tạng Kinh, bắt đầu từ Triều Tổng mới thu thập lại một chỗ. Trước đó không có thu thập, cho nên rất dễ thất lạc, bởi vì quá ít bản. Lúc đó, kinh bản toàn là sao chép bằng tay, không có máy in. dưới đây là giới thiệu bản dịch này loại thứ nhất đây là dạng trước cái hiện còn vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh hậu hán nhục chi nhục chi là tên của một nước là tân cương bây giờ Sa môn là người xuất gia Chi lâu ca sắm Dịch ư lạc dương Dĩ hạ giảng sưng hán dịch Bộ kinh này Bây giờ có trong Đại Tạng Kinh Bảo tồn có 5 loại Dựa theo triều đại trước sau Mà xếp theo thứ tự Thứ nhất là Vô lượng thanh tịnh bình đẳng gia kinh Thứ hai phật thuyết a di đà tam gia tam phật tát lầu phật đàn quá độ nhân đạo kinh nhất danh vô lượng thọ kinh nhất danh a di đà kinh ngô nước ngô là thời tam quốc ngụy thục ngô nước ngô thời tam quốc cũng là một cư sĩ tài gia Ư ừ, bà tát là cư sĩ ông là người nhục chi là tây dứt chi khiêm tự cung minh phiên dịch dĩ hạ giảng Sưng ngô dịch đề kinh của bộ kinh này đều là dùng phản văn âm dịch Phật thuyết chư Phật A Di Đà. A Di Đà Phật trên tất cả chư Phật. Đây là có ý nghĩa. Vì sao? A Di Đà thị nhất thiết Phật đích tổng danh hiệu. Quý vị nghĩ xem, A Di Đà không phải không thể dịch. Có thể dịch được A à, dịch là vô Di đà dịch là lượng Phật dịch là giác Vô lượng giác Quý vị nói xem có vị Phật nào cũng phải là vô lượng giác chăng Hiểu rõ rồi Niệm một câu A Di Đà Phật này Là niệm đầy đủ hết thảy chư Phật Một vị cũng không sót so. Không những Phật quá khứ Mà Phật hiện tại Và cũng ở vị lai Phật Thập phương tam thể nhất thiết chư Phật như lai là tổng danh xưng Lại là tự tánh danh xưng Tam gia tam Phật tác lầu Phật đàn Đây là Một trong mười hiệu của như lai Mười hiệu này phần sau trong kinh văn sẽ dạng đi Trong mười hiệu Có chánh biến trì Diệt thành chữ hán là chánh biến trì Chánh là chánh giác Không sai chút nào Biến là biến trì Như chúng ta nói hậu đắc tri trong trí huệ bác nhã vô tri vô sợ bất tri đây là ý nghĩa vô sợ bất tri giả hữu đẳng giác chánh địch ý tư chánh đẳng giác này trên thực tế chúng ta thường nói vô thượng chánh đặng chánh giác có ý nghĩa này ở trong đây hai chữ quá độ dưới đây là ý nghĩa tự độ độ thà mình tự độ mình rồi cần phải độ người cho nên nói quá độ nhân đạo kinh Nói cách khác Kinh này Là một bộ kinh điển Nói về A-di-đà như lai Tế độ Cứu tỷ Độ quá chúng sanh Đây là đại ý đề kinh Loại thứ ba gọi là Vô lượng thọ kinh Tào ngụy Đây cũng là thời tam quốc thời tam quốc nước ngụy ấn độ sa môn khương tan khải dịch ư lạc dương bạch mã tự dĩ hạ giảng Sưng ngụy dịch hiện tồn ngũ chủng nguyên dịch bản bản này lưu thông trọng nhất ông dịch rất tốt loại thứ tư Vô lượng thọ như lai hội Đường triều Nam Ấn Độ Tam tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí Phiên Dịch Bản này trích từ Bảo Tích Kinh Cho nên một hội trong Bảo Tích Kinh Là vô lượng thọ như lai Dĩ hạ giảng sinh đường dịch Ở sau giảng đến đường dịch đều là nói bộ này Loại thứ năm Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Tống Triều Thời Hậu Tây Nhất Sa Môn Pháp Hiền Dịch Dĩ Hạ Giảng Sưng Tống Dịch Đây là Hiện Tồn Ngũ Chủng Chúng ta có thể thấy được Năm loại bản dịch gốc Vô Lượng Thọ Kinh Chí ư ừ. chi thất chi thất chủng Cứ khai nguyên thích giáo lục Khai nguyên thích giáo lục Thích là thích ca mâu ni Thích giáo tức là Phật giáo Là một lục của kinh tạng Đây là một lục kinh tạng sớm nhất Trong một lục có nhưng sách không có Không tìm thấy sách Cho nên trong một lục thu lại Vẫn còn bảy loại Dưới đây liệt kê ra Loại thứ nhất gọi là Vô lượng thọ kinh nhị quyển tháng triều An tức quốc sa môn an thế cao diệt Bộ kinh này Thất truyền thật đáng tiếc Vì sao An thế cao diệt rất tuyệt vời Thời kỳ đầu khi dịch kinh Ngài thật là giỏi nhất Dịch rất hay Người ngoại quốc đem kinh Phật Dịch thành chữ Hán Khiến người Trung Quốc thấy vô cùng hoan hỷ Trước kia là An Thế Cao Sau này là Cương Ma La Thập Kinh này mất đi thật đáng tiếc Loại thứ hai là Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh Nhị quyển đây cũng là Tào Ngụy Tam Quốc thời đại Thời đại Tam Quốc Tào Ngụy Sa môn người xuất gia này Bạch viên Dịch Ư Lạc Dương Bạch Mã Tự Loại thứ ba là Vô Lượng Thọ Kim Nhị Quyển Tấn Triệu Sa môn Trúc Đàm Ma La -đa. Tấn Ngôn Tiếng Trung Quốc gọi là Pháp Hộ Là ngày Dịch vậy Loại thứ tư Vô lượng thọ Chí trường Đăng chánh giác kinh Nhị quyển Có tên gọi khác là Lạc Phật Độ Lạc Kinh Nhất danh Cực Lạc Phật Độ Kinh Đông tấn Tây dứt sa môn Trúc pháp lực dịch Loại thứ năm Tân vô lượng thọ kinh Hai quyển Đông tấn Ca la dệ la quốc Đây là người Ấn Độ Sa môn Phật Đà Bạc Đà La Tấn ngôn giác hiền dịch Ư đạo tràng tự Các vị Pháp sư này ở Trung Quốc Dịch rất nhiều kinh Nhưng vô lượng thọ kinh Đã bị thất truyền Loại thứ sáu cũng là Tân vô lượng thọ kinh Lưỡng quyển Tống Lương Châu Sa môn Bảo đàm dịch ư đạo tràng tự Loại thứ bảy cũng là Tân vô lượng thọ kinh nhị quyển Cũng là Tống kế tân quốc Tức là tân cương ngày nay Chỗ này là tân cương ngày nay Đây là người xuất gia Đàm ma la mật đà Pháp tu dịch thành chữ hán Là ngài dịch vậy Dĩ thượng Phía thất già thích đây là bảy loại bản dịch Liên Tiền tồn thế dĩ ngũ Thế xương thập nhị đại dịch Thật tắc bác đại Là tám triệu đại Hai mươi loại phiên dịch Phía dưới ngài nói Kế Hán đại Hầu hán Nhị chúng Thời tam quốc Ngô hữu nhất chủng Ngụy hữu nhị chủng Tây tấn hữu nhất chủng Đông hữu nhị chủng Lưu tống nhị chủng Đường triều nhất chủng Triệu tống hữu nhất chủng Cái dịch thời phân tại bát đại Dịch bản tác di thập nhị chủng Đây là đem bản dịch vô lượng thọ kinh Giới thiệu sơ lược Chân giải dân Chân giải là Pháp Sư đào Ẩn Người Nhật Bản Làm chú giải vô lượng thọ kinh Tên là chân giải Trong đây có mấy câu như thế này Phạm ư chư kinh trung Truyền dịch thành Vô như kim kinh Tư nại dị xuất thế tranh ý Lợi ích vô biên cố giả Các vị Pháp sư người Nhật này Họ dùng kinh bản vô lượng thọ kinh Phần lớn đều là bản của Khương Tăng Khải Cho nên Ngài nói Kim Kinh Đều là chỉ bản dịch của Khương Tăng Khải Ở Nhật Bản Rất thịnh hành Hai câu trong này vô cùng quan trọng Xuất thị chánh ý Lợi ích vô biên Đây là nói pháp môn tiền độ Hết sức thù thắng Hội sư và thuyết Hội sư cũng là pháp sư tuấn đệ người Nhật Bản Chú giải của Ngài Phạm ư chư kinh trung truyền Dịch thành nhiên vô như kim kinh Tư nãi đạo lý ưu thúy lợi ích tối thượng cố giả Lưỡng sơ đồng nhất trác kiến Câu nói này là lời bình của Thầy Hoàng Niệm Tổ Nhật Bản hai loại chú giải Có cùng một nhận định Lợi ích tối thượng lợi ích vô biên Tôn thế ngũ chủng Sai dị vào trước Tức là hiện tại trong Đại Tạng Kinh Có năm loại bản dịch gốc Nội dung sai biệt rất rõ Bất tự a di đà kinh chi lưỡng dịch dữ Kim can kinh chi lục dịch Kỳ văn chi tường lừa tuy sao hữu dị Nhi nội dung thật thị tương đồng Lấy ví dụ Kinh Kim Cang Ở trong Đại Tạng Kinh Có sáu bản dịch Sáu phiên dịch Hiện tại lưu thông rất rộng rãi Mọi người rất quan hỷ đọc Là của Đại sư Cưu Ma La Thập dịch La thợ dịch rất hay ý dịch. Ngài không phải trực tiếp chiếu theo văn tự dịch, lấy ý nghĩa của kinh văn dùng ngôn ngữ của mình, cũng chính là dùng ngữ khí của người bổn địa để dịch. Cho nên chúng ta xem đặc biệt lưu loát, không khác gì văn của mình viết vậy. Kim Kinh Ngũ Dịch Tức là năm loại bản dịch này Bất đảng gian tự tường lược sai biệt quyền thù Thả nội dung thâm quản diệt phục hữu dị Liệt như Di đà nhân địa đại nguyện Đây là điều vô cùng vô cùng quan trọng Hán ngô lưỡng dịch Nhị tập tứ nguyện Sống dịch vì tam thập lục nguyện ngụy đường lưỡng dịch thì di tự thập bát nguyện sai biệt lớn như vậy thả nguyện chi nội dung các dịch diệt phục bất đồng khả kiến xuất nhập chi cự cự là to lớn hiện thế lưu truyền ngụy dịch giáo quảng Bản này của Khương Tăng Khải Lưu thông rất rộng rãi Chân dạy chỉ xuất Vị khá ngô lưỡng dịch Đối hiệu ngụy bản Thô cử đại giả Kế hữu bác dị Tức là chỗ bất đồng Rõ ràng tám điểm không giống nhau Như giữ đường bản đối kiềm như giữ giường bản đối kiềm Lược hữu tất dị Kim bất tường lục Đây tức là Nói rõ trong năm loại bản dịch Gốc sai biệt rất lớn Chí ư tống dịch Giữ chư dịch sai dị cách đại Đây là vấn đề lớn Nếu như bản gốc tiếng Phạn là một loại Người phiên dịch phải là Đại thể tương đồng Không khác nhau nhiều Có khác nhau nhiều Vấn đề này ở đâu? Chư dịch hà dĩ bất đồng Chư dịch này là nói năm loại bản dịch hiện còn của chúng ta vì sao không đồng thanh trầm thiện đăng cư sĩ báo ân luận diệt ông trước tác một bộ sách báo ân luận bây giờ giảng là luận văn luận văn học phật của ông trong đó có một đoạn như thế này kỳ sở dĩ bất đồng chi cổ lừa khảo chư kinh ước hữu tam đoàn khảo Là khảo sát năm bản kinh này Chúng ta gọi là khảo cử năm bản kinh này Ít nhất Có ba nguyên có thể nói rõ Thứ nhất, dịch thủ xảo chuyết bất đồng Đây là nói người tiên dịch Thứ hai, phản bản truyền tả bất đồng Đó tức là không phải một bản tiếng phản Thứ ba là bản sư tiên hậu đa thứ tuyên thuyết bất đồng Điều này vô cùng quan trọng. Bổn sư Sam Bách Dư Hồi Pháp chỉ đa chỉ quy tình đồ tắc tự nhiên, lũ thuyết, bất nhất thuyết. Như việc tùy thời tùy cơ, khai thông đại ý, ý nghĩa, bất y ngữ. Hiển nhiên khả trì cổ trì vô lượng thọ kinh nại Phật Đa thử tuyên thuyết Phạn bạn bậc nhất dịch giả sở cứ bất đồng Thả dịch bút chi xạo chuyết hữu sai Ư thị dịch văn tự nhiên sai dị dạ. Đây là quan điểm của cư sĩ Trầm Thiện Đăng Trong này ông nói Điểm thứ ba vô cùng quan trọng Là người phiên dịch Căn cứ bản gốc tiếng Phạn khác nhau Cho nên mới có sai lầm lớn như vậy Nếu như là một bản tiếng Phạn Thì có lẽ không có hiện tượng này để trước nêu kinh kim cang có sáu loại phiên dịch, bản gốc là một loại. quý vị xem hiện tại sáu loại phiên dịch nội dung đại thể tương đồng, không có sai khác lớn như thế. bốn bản vô lượng thọ kinh này trong đó khác nhau rất nhiều, cho nên phán đoán ít nhất ba bản không giống nhau. đây là nói noại... Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tài thế Giảng Kinh Thuyết Pháp đều là giảng một lần Không có giảng lại lần thứ hai Chỉ riêng bộ Kinh này Bây giờ xem như vậy ít nhất giảng qua ba lần Mất rồi vẫn còn bảy loại Nếu như bây giờ còn bảy loại đó Có thể còn có sai khác Đây là nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni nói ít nhất ba lần trở lên Đó là biểu thị tánh quan trọng của bộ kinh này Có thể phổ độ hết thầy chúng sanh Đệ nhất Pháp trong tất cả Pháp môn Hết sức thù thắng Cho nên thường nói Mỗi một lần giảng không thể hoàn toàn tương đồng Giống như chúng ta học vô lượng thọ kinh Tôi học bản này Tức là Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Tôi dùng bản này giảng bộ kinh này Trước đây đã giảng qua 10 lần Mỗi một lần không giống nhau Cho nên có học trò để nói với tôi Cần đem những điều trước đây tôi giảng Viết thành dạng kỹ Tôi nói được Tốt nhất là hội tập Đem 10 loại bản của tôi trước đây Mọi người đều xem xem Chỗ không giống nhau đều trích ra Vậy thì viên mãn hơn Lần này là lần thứ 11 Lần thứ 11 chúng tôi thay đổi phương pháp Dạng chú giải Dạng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Cũng là kỷ niệm trước đây Ngày chúng tôi quen nhau rất không dễ dàng Khi đó Ở trong nước Giảng bản này chỉ một mình ẩn Không có người thứ hai Ở hải ngoại Giảng bản hội tập này chỉ có một mình tôi Cũng không có người thứ hai Chúng tôi gặp mặt nhau Vô lượng quan hỷ Chúng tôi trao đổi tầm đắc về tu học giảng thuật tôi biết ông khổ cực chú giải bộ kinh này thân mang trọng bệnh ngày đêm không nghỉ đem bộ kinh này chú giải hoàn thành sau khi hoàn thành không bao lâu thì ông mất Ở trong hoàn cảnh như thế Quả thật không dễ Đây là Oai thần tam bảo Gia trị Bản hội tập này Bộ chú giải này Khẳng định Lưu thông đến cùng Khi Phật Pháp Trên thế gian này mất hẳn Ở trong Kinh Pháp Diệt Tận Phật bảo chúng ta Pháp dẫn của Phật Một dạng hai ngàn năm Tính từ ngày Phật Thích Ca Mâu Ni Diệt độ Một dạng hai ngàn năm Chiếu theo sự ghi chép của người Trung Quốc Đại Đức ngày xưa Phật Thích Ca Mâu Ni Diệt độ đến năm nay Là ba ngàn ba mươi bảy năm Với người ngoại quốc nói không giống nhau Người ngoại quốc nói là hơn 2.500 năm 2.550 mấy năm Năm 2006 là 50 năm Ngày nay phải là 54 năm 2554 năm Chư tổ sư của chúng ta ghi lại là 3 3037 năm trong này khác nhau sắp xỉ 5 đến 600 năm Những cái này chúng ta không cần đi khảo chứng Việc này ai cũng nói không rõ ràng Trừ khi tìm lại Phật Thích Cà Mâu Ni Người khác nói là không rõ ràng Đều có căn cứ Chúng ta nghĩ đến truyền thừa của Pháp Môn này lợi ích vô biên Từ thời đại hiện nay về sau Chân chánh học Phật Có thể đắc độ Tiêu chuẩn đắc độ này vượt qua luân hồi lục đạo vượt qua thập pháp giới chỉ có pháp môn này nói cách khác chỉ có bộ kinh này chú giải này Những kinh luận khác tuy nhiều Pháp môn tuy nhiều Không đoạn được tiền não Đây là sự thật Không cần nói tiền não gì tệ Tiền não thô trọng nhất 88 phẩm kiến hoạt Bạn có thể đoạn trừ được không? Có thể đoạn 88 phẩm kiến hoạt Mới chứng quả tu đà hoàng Chưa ra khỏi luân hồi lục đạo Nhưng quyết định không đọa vào ba ác đạo Tu đà hoàng Bảy lần trở lại Chuyên thượng nhân gian Đây nói tu hành Phải trải qua thời gian dài như vậy Chứng quả A-la-hạn Mới được vượt qua lục đạo Còn chưa được vượt qua thập pháp giới Vừa quá thập pháp giới Thì còn phải thời gian rất dài Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm Tiểu thừa tu Đạo hoàng Đoạn phiền não Tân này với trong kinh Hoa Nghiêm Bằng thập tính dị Bồ Tát sơ tính đoạn chứng Quý vị thấy đó không dễ dàng đâu Cái đầu tiên trong kiến hoạt là thân kiện Thân kiện lấy gì làm tượng trưng Nói rất đơn giản Tự tư tự, tự lợi Có người nào nói có thể đoạn được cái này Không chấp trước thân này là ta nữa Thứ hai Đoạn biên kiến Biên kiến là gì? Đối lập Cái này mọi người dễ hiểu Quý vị có thể không đối lập với người Không đối lập với gì Không đối lập với tất cả dạng vật Thứ ba là thành kiến Hôm nay chúng ta giảng chủ quan quán niệm Không có rồi đã buồn bỏ Có thể hàng thuận chúng sanh Không đơn giản Một điều cũng rất khó Cho nên Lão Hoàng Niệm nói với tôi Tu thiền Khó khai ngộ cũng khó đạt được thiền định Trước đây còn có thể đạt được thiền định Thời nay thiền định khó đạt được Tu mật Ta mật không thể tương ưng Chỉ có tịnh độ Cho nên ông đã tham thiền qua Thầy của ông là hư dân lão hòa thượng Học qua mật Hưởng sư mật tâm Thầy của ông là cống cát lão nhân Cuối cùng Ông niệm A-di-đà Phật câu sanh tìm độ Nói với tôi Một ngày 14 dạng tiếng danh hiệu Phật Dạng duyên buông bỏ Ngày đêm không nghỉ Mệt quá rồi thì chợp mắt ngủ một tí đến vậy thì tiếp tục danh hiệu Phật một ngày bốn vàng tiền nghe lời của thầy thầy của ông là Hạ Liên Cư khi thầy Hạ qua đời cũng là niệm Phật giảng sanh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Cũng là thông tông thông giáo Hiển mật diễn dung Đến cuối cùng toàn bộ đều chọn Tây phương tên đồ Cho nên lần này Tôi chọn dạng chú giải này Kỷ niệm Lão cư sĩ Ông giấc giả cực nhọc Chú giải này cần phải truyền đi Giảng kỹ một lần Thì có thể truyền đi rồi Cho nên chúng ta đặt tên đề mục là Tịnh độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tôi đặt tên đề mục này Câu nói này của cư sĩ Trầm Thiền Đăng Chúng ta xem qua rồi Xem ông nói dưới đây Trầm thị Phục minh phản bản Dị ngộ chi nhân diệt Trong bản tiếng phạn này Dễ xuất sai lạc Nguyên nhân gì? Cái phạm giáp giai tạ bản Vị trí thoát ngột Ấn Độ truyền qua là bản gốc tiếng phạn Tại cố cung bác vật diện có bảo tồn Có cơ hội quý vị nên xem Nó được viết ở lá cây bối đà la Đem lá cây này Loại lá cây ấy giống như cây chuối tiêu của chúng ta Đem nó cắt từng miệng từng miệng lớn giống nhau Hai bên khoét cái lỗ Dùng sợi dây sâu lại đại khai Một mặt có thể viết được 5 hàng Viết thêm trên đỉnh được 6 hàng Hai bên đều viết Cho nên dùng dây sâu lại rất dễ dàng Dây đứt thì nó rải ra Rất dễ mất đi Đây là dễ sai sót Như kháng dịch đại bản kinh Nãy nhĩ kiếp thời hạ Thoát ngộ số thập tự Hán nghĩa bất quản gian nghĩa này liên kết không được Đây nêu ví dụ Tình hình này rất nhiều Hữu tứ thập nhi Chương tạng bản Hữu ừ thị tứ thập nhi Chương kinh Đây là bộ kinh điện thứ nhất dịch tại Trung Quốc Phiên dịch sớm nhất Là từ các kinh trích ra Nó không phải là một bộ kinh Rất nhiều kinh những điều quan trọng Phật Ngoại Từng điều từng điều ghi chép lại Gồm có 42 đoạn Ma Đằng và Trúc Pháp Lan Ban sơ họ đến Trung Quốc phiên dịch ra Bản này đều viết bằng tay Giữ thạch khắc triệu văn mẫn Tả bản cập tạng ngoại lưu thông các bản Chương tiết tiền hậu đa quả các các bất đồng cái này sai biệt quá lớn rồi Chúng ta thấy rất nhiều tứ thập nhị chương kinh Cầm xem nội dung không giống nhau Lúc bấy giờ lưu truyền lại Rất nhiều người sao chép Có người chép sót đi Có người chép nhiều thêm mấy chữ Đây cũng là việc thường có Cho nên phản gian lúc bấy giờ truyền đến Trung Quốc Cũng có tình trạng này Không phải một người viết dài như vậy Một người viết một chút Rất nhiều người viết có khi có thể liên kết lại với nhau có khi không liên kết được nếu trong đó nó mất đi một trang thì ta không liên kết được rồi sở dĩ tứ thập nhị chương kinh nhi dự pháp uyển châu lâm sở dẫn hữu bất đồng pháp uyển châu lâm là trước kia thông thường người đọc sách không có thời gian xem kinh phật nhất định xem bộ sách này đây bằng như nói là phật giáo bách khoa toàn thư trong đó phân thành 100 loại Ở trong mỗi kinh luận thì sao chép lại các thứ Quý vị cần trích dẫn vô cùng tiện lợi Chúng ta tự tra kinh rất khó Người tra được đều là người biên tập triều đường Đây thuộc về sách loại Thả hữu nhất thiết kinh âm nghĩa Sở trích tử Nhi chư bản giai vô giả Đài đệ Sông tập đa Tắc truyền tả đa Nhi Đắc thức dị đồng diệt đà Đây là nói rõ nguyên nhân Nhiều người sao chép Đồng một bản gốc Chúng ta hai người sao chép Chúng ta đem bản sao đổi chiếu Thì của hai người có thể không giống nhau Bản gốc giống nhau Sao thì không giống nhau Sao sót mất Làm không cẩn thận Hoặc là khi sao chép Âm đọc chúng ta viết chữ khác Cho nên sai chữ Việc này khó tránh được Đây cũng là nghiên cứu vì sao có những sai lầm lớn như vậy Hữu viết chân giải dân Dĩ thẩm chư dịch Thị phạn bản quảng đa Chí sự truyền dịch văn nghĩa Tôn một tường lược bất đồng nhị Đây là chân giải Ông ta cũng cảm thấy Đại khai nguyên bản phản văn Truyền đến Trung Quốc Không chỉ một loại Cho nên mới phát sinh tình trạng này Tổng minh bản kinh Di Phật Đa Thủ Tuyền Thuyết là suy đoán từ kinh điển phiên dịch lưu lại hiện nay khẳng định cái này Phật không chỉ giảng một lần Thả tụng tập giả đà Là nhiều người đọc tụng học tập Phản bản truyền tả giả đa Phản bản hữu đa chủng Tôn một tường lược hữu bất đồng Phản giác ta bản hữu dị thoát lạc cố kim chư việt bản thầm hữu sai gì trong này có một câu chúng ta cần đặc biệt lưu ý tụng tập thời đại hiện tại này phật giáo suy yếu Suy đến mức độ nào Phật giáo đã biến thành tôn giáo Chúng ta hậu thế đệ tử Phật Không kể tại gia hay suốt gia Đều có tội Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế 37 tuổi khai ngộ liên dạy học Vậy suốt một đời Mãi đến khi già chết Không bỏ qua một ngày nào Ngày dạy học lúc đó Dạy học không có gian tự Không có sách vở Các kinh điển này là sau khi Phật diệt độ Chúng đệ tử mọi người cùng đề cử Tôn giả A Nan. Đem kinh mà Phật còn tại thì đã giảng đọc lại một lần. Trí nhớ của A Nan rất tốt. Lại nghe hết toàn diện Thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni không rời xa một ngày phụng dưỡng Phật Đạt Thỉnh ngài đọc lại 500 đồng học làm chứng Nghe anh anh đọc Mọi người đều gật đầu Đích thực là Phật có nói như vậy Ghi chép lại Nếu có một người đề xuất ý kiến Hình như không phải như vậy Thì câu nói này không dùng nữa Làm niềm tin cho đời sau Cho nên kinh điển là gì? Là Phật Thích Ca Mâu Ni Lúc bấy giờ giáo quấn cho đại chúng Nghe xong lời Phật dạy Phải y giáo phụng hành Y giáo phụng hành là tập Học là lúc thực hành nó Chúng ta mới chân chẳng đạt được lợi ích Cho nên kinh không phải để cho chúng ta đọc Đọc là một phương tiện để ghi nhớ nó Quan trọng là ở tập tập là gì biến nó làm thành hành vi sinh hoạt của chính chúng ta làm thành kiến giải tư tưởng của chính chúng ta cái này quan trọng mọi người chúng ta ngày này xem phật như thần sai rồi phật không phải thần phật là người ở trên cách xưng hồ rất rõ ràng Chúng ta xưng Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư Thầy giáo căn bản Chúng ta tự xưng mình là đệ tử Chúng ta với Phật Thích Ca Mâu Ni có quan hệ như thế nào? Quan hệ thầy trò Trong tôn giáo không có quan hệ thầy trò Đạo Phật không phải tôn giáo Học trò bất tài chúng ta đã biến nó thành tôn giáo có lỗi với Ngài Như vậy thì có tội lỗi Ở Trung Quốc lịch sử Phật giáo Biến thành tôn giáo rất ngắn Thầy Lý đã từng nói với tôi Không vượt qua 300 năm Trong lịch sử ghi lại Thời đại càng lâm Gia Khánh vẫn chưa thay đổi Tất cả các đạo tràng tự diện am đường này của Phật giáo Đều dạy học Đều lên lớp cho nên tự diễn ám đường là trường học Nó với tự diện không liên can Cho nên nhà Phật gọi là chùa Chùa không phải là miếu Trong miếu là tôn giáo Đó là cúng thần phật không gọi miếu, phật gọi là chùa chùa là gì chùa là cơ quan làm việc của chính phủ cơ cấu này trực tiếp thuộc về vua quản lý gọi là chùa bây giờ nếu có cơ hội có gì đến bắc kinh đến cố cung xem sẽ thấy trong cố cung rất nhiều cơ cấu làm việc treo cái bạn đó cũng là dùng chữ chùa cho nên phật giáo gọi chùa trực tiếp thuộc về vua quản lý giáo dục phật đà từ hán minh đế về sau trung quốc là hai thể hệ giáo dục một là giáo dục của nhà nho thuộc tệ tướng quản lý cơ cấu này gọi là bộ lễ lễ bộ là bộ giáo dục lễ bộ thượng thư tức là trưởng bộ giáo dục chùa là giáo dục phật giáo thời đó ngôi chùa thứ nhất là chùa bạch mã nhớ công của bạch mã bạch mã chở tượng phật có công chở kinh sách người xưa hiền lành với súc sanh cũng không quên nó có công với phật cho nên lấy tên của nó đặt là chùa bạch mã đây là giáo dục của đức phật giáo dục của phật thuộc vua quản lý không thuộc tệ tướng quản quý vị xem thể lệ này mãi đến giai đoạn đầu triều nhà thanh Khang Hy Ung Chính Càng Long Đến Gia Khánh Họ đối với nho thích đạo Đều thật sự bỏ nhiều công sức Trong cung đình Những tài liệu giảng kinh này Đều ở trong tứ khổ Tôi thấy tứ khô Thường thường đem các thứ này lật lại xem coi lúc bấy giờ Trong cung đình nói như thế nào Đều tồn tại Giảng nghĩa đều tồn tại Đối với Phật giáo đặc biệt tôn trọng Cho nên Phật giáo giảng nghĩa không ở tứ khổ Tại Đại Tạng Kinh Đặc biệt biên soạn một bộ Đại Tạng Kinh Của đạo giáo thì ở tứ khổ Nho và đạo đều ở trong tứ khổ Chỉ có Phật giáo là ngoại lệ Đây đối với Phật giáo đặc biệt tôn trọng Ngày nay chúng ta có sứ mạng Chân chính làm đệ tử Phật Phải đem nền giáo dục Phật giáo khôi phục Cho nên chúng ta gọi là giáo dục của Đức Phật Gọi Phật giáo Mọi người sẽ nhầm Sẽ nói Phật giáo là tôn giáo Thêm hai chữ Đây là bất đắc dĩ Giáo dục Phật Đà Chúng ta ngày ngày cùng nhau học tập đây không phải mê tín. Bây giờ trở thành như thế nào? Người học tập quá ít. Người mang danh nghĩa Phật giáo buôn bán nhiều quá rồi. Cái này chúng ta cũng không cần nói nữa, không cần nhắc lại nữa. Tự mình xuyên năng nỗ lực làm là được. Nhất định phải tìm người cùng chung chí hướng Làm hy sinh phụng hiến Làm đệ tử chân thật của Như Lai Sứ mạng công đức này Không thể nghĩ bàn Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam mô A Di Đà Phật